Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn kính xem bản tin nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phá lệ để hy vọng ổn định. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vừa kết thúc và bầu ra một ban lãnh đạo mới. Đây đúng hơn là thông qua thành phần nhân sự lãnh đạo đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu chọn trước đó theo đề xuất của Bộ Chính trị. Và điều này thì người dân Việt Nam không hề được hay biết gì. Lần này, Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải phá lệ để duy trì thế cân bằng và ổn định. Mặc dù chính quyền Hà Nội đã nỗ lực ngăn chặn xem vấn đề lựa chọn ban lãnh đạo mới là bí mật quốc gia, nhưng các thông tin vẫn rò rỉ ra bên ngoài từ một tuần trước khi khai mạc của đại hội. Đây là hình ảnh toàn cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Đúng theo các thông tin rò rỉ trước đó, trong bộ tứ cầm quyền còn được gọi là tứ trụ được chọn bầu trong đại hội lần này, trái với dự đoán của nhiều người, ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã già yếu bệnh tật và trên nguyên tắc không được lãnh đạo đảng quá hai nhiệm kỳ, tức là người đứng đầu đảng, tổng bí thư, thì lại tiếp tục nắm chức này tiếp theo. Có lẽ đây là lần đầu tiên một tổng bí thư nắm quyền đến ba nhiệm kỳ liên tiếp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà đã có lúc được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc chạy đua giành chức tổng bí thư, rốt cuộc sẽ được trao chức chủ tịch nước. Ông Phạm Minh Chính, 62 tuổi, hiện là trưởng ban tổ chức trung ương, sẽ được cho rằng sẽ thay ông Nguyễn Xuân Phúc lên lãnh đạo chính phủ, còn ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi, nguyên là một phó thủ tướng và nay là bí thư Thành ủy Hà Nội, sẽ được giao chức chủ tịch Quốc hội. Ba chức vụ nói trên sẽ được Quốc hội chính thức thông qua trong năm nay. Hãng thông tấn Reuters vào ngày 21 tháng 1 năm 2021 nhắc lại rằng tổng bí thư mãn nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhân vật có thế lực nhất ở Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua sau khi ông giành quyền thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực với phe của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Đảng năm 2016. Nắm chức tổng bí thư từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp đến đã kiểm điểm kiêm luôn cả chức chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời vào năm 2018 với lý do bị virus lạ. Hãng tin Reuters ghi nhận, như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là tổng bí thư nắm quyền lâu nhất kể từ thời ông Lê Duẩn, người đã lãnh đạo một đất nước với bàn tay sắt kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trên trang báo The Diplomat vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, tác giả Sebastian nhận định rằng với thành phần lãnh đạo mới nói trên, như vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá bỏ các thông lệ bất thành văn để có thể tạm thời duy trì nguyên trạng thế cân bằng trong nội bộ của Đảng, trong bối cảnh mà không có phe nào thật sự đủ mạnh để làm đảo lộn thế cân bằng đó. Nói cách khác, đây là cách sắp đặt theo kiểu nương nhau mà sống. Theo quy định hiện hành, các ủy viên Bộ Chính trị trên 65 tuổi không được quyền tái cử. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã từng miễn trừ áp dụng quy định đó cho những trường hợp đặc biệt, nhất là trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa bao giờ có đến hai người được miễn trừ cùng một lúc trong nhóm tứ trụ. Trong thành phần Bộ Chính trị được bầu lên Đại hội Đảng lần này có đến hai trường hợp đặc biệt, đó là Nguyễn Phú Trọng đã 76 tuổi và Nguyễn Xuân Phúc đã 67 tuổi. Cũng trong bài báo trên trang The Diplomat, tác giả Sebastian trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng phải tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3 bởi vì Đảng không tìm được người đồng thuận về nhân vật có thể kế nhiệm ông. Tuy nhiên, có khả năng là ông Trọng sẽ từ chức giữa chừng nếu từ đây đến đó Đảng có thể tìm được một ứng viên thích hợp. Một điều đáng chú ý khác đó là trong bộ tứ trụ lần này không có nhân vật nào từ miền Nam. Phá bỏ một thông lệ bất thành văn khác, đó là các chức vụ lãnh đạo chủ chốt phải được đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Việc đưa ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng cũng phá bỏ một thông lệ đã có từ năm 1986, là lãnh đạo chính phủ thường là những người trước đó nắm chức phó thủ tướng, trong khi ông Chính chưa hề nắm vị trí này mà ông lại không có nhiều kinh nghiệm về kinh tế. Về phần tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế đã trả lời đài FI Việt ngữ vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, ông nhận định về cách sắp xếp nhân sự trong đại hội đảng lần này như sau. Tôi nghĩ là việc chuyển giao lãnh đạo ở Việt Nam sẽ được tiến hành một cách rất cân bằng, tức là kết hợp những vị trí quan trọng của những người có trách nhiệm khóa trước với những người trẻ hơn được bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tôi nghĩ đây là cách tiếp cận hợp lý. Trung ương đã có biểu quyết về những trường hợp đặc biệt. Và tôi nghĩ là những trường hợp đặc biệt sẽ được đại hội ủng hộ.
Thành phần của Bộ Chính trị của khóa 13 này sẽ gồm những lãnh đạo nắm vị trí quan trọng của thế hệ trước và những lãnh đạo trẻ hơn. Tôi cũng nghĩ đó là sự kết hợp và chuyển giao thế hệ lãnh đạo một cách cân bằng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Trong bản tin đề ngày 26 tháng 1, hãng ABC News trích lời giáo sư Ca Thầy, chuyên gia về Việt Nam, giáo sư danh dự tại Đại học tại Úc cho biết sự kiện này được sắp xếp rất chặt chẽ. Các chính sách của đảng đã được quyết định và nhân sự lãnh đạo đã được biết đến rộng rãi trong giới chính trị Hà Nội. Giáo sư Ca Thầy cũng ghi nhận đây đã là trục trặc trong vùng máy chính trị của Việt Nam, tức là ông Trọng đã cố gắng nhưng không tìm nổi ra người kế vị. Ông nói, về mặt chính trị Việt Nam, những gì sắp xếp xảy ra chưa từng có, đó là bởi vì họ đã không thể đạt được sự đồng thuận về việc ai sẽ thay thế. ABC News cũng trích lời tiến sĩ Lê Thu Hường, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cố đảm bảo tính liên tục bất kể ai nắm giữ các vị trí chủ chốt. Bà cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực để đảm bảo là di sản của ông, đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng mà ông phát động, sẽ được duy trì ngay cả khi ông tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, thì đó là một sự sai lệch hoàn toàn so với chuẩn mực và sẽ thấy sự kiểm toán và kiểm soát của ông vẫn còn rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được dự báo sẽ nhậm chức Chủ tịch nước trong khi ông Phạm Minh Chính sẽ lên làm Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Financial Times vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, cho dù ai nắm chức vụ tối cao, ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục thi hành chính sách tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mà nhiều công ty đang chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các nước láng giềng châu Á. Tờ báo cũng trích dẫn lời của bà Nguyễn Thị Phương Linh, phó giám đốc công ty tư vấn Control Risk, nói rằng các nhà đầu tư có thể cảm thấy yên tâm là dù các lãnh đạo mới là ai, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chính sách thu hút đầu tư, bởi vì các lãnh đạo Việt Nam cần có thành tích kinh tế để biện minh cho chế độ của họ và đầu tư nước ngoài rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của nước này. Chuyên gia Việt Nam Ca Thầy được hãng Bloomberg trích dẫn vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 cũng có cùng nhận định như sau. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mang tính thiết yếu tuyệt đối cho chính sách và cho tính chính đáng của chế độ do sự ổn định của Việt Nam. Bất kể ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ là những ai, Đại hội Đảng lần này trên nguyên tắc cũng đã thông qua một kế hoạch kinh tế 5 năm mà trong đó khu vực kinh tế tư nhân được kêu gọi phát triển mạnh hơn nữa. Theo ghi nhận của hãng tin Bloomberg, tuy một vài chi tiết trong kế hoạch của Đảng có thể thay đổi, giới lãnh đạo của Việt Nam cho đến nay vẫn kiên trì đi theo con đường kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kể từ cuối thập niên 1980 khi họ thực hiện chính sách đổi mới mở cửa kinh tế, trong khi những năm gần đây, Việt Nam cũng đã được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động. Với việc này, càng ngày càng có nhiều công ty ngoại quốc chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đây là hình ảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ tái phát ở các tỉnh phía Bắc hôm 28 tháng 1. Toàn bộ các thành phố như Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 220.000 dân đã bị phong tỏa trong 21 ngày và con số này càng ngày càng mở rộng. Nhờ đã có những thành công trong việc kiểm chế đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nền kinh tế Việt Nam không những đã không suy thoái như đại đa số các quốc gia trên thế giới mà lại đạt mức tăng trưởng 2,91% vào năm ngoái. Năm nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ từ 6 đến 6,5%. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm được thông qua tại Đại hội Đảng lần này đề ra hai mục tiêu chính là tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người từ đây đến năm 2025 và đạt mức tăng trưởng 6,5 đến 7% trong giai đoạn 2021-2025. Để đạt được các mục tiêu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải tiếp tục tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân với tham vọng nâng tỷ lệ đóng góp GDP của khu vực kinh tế này từ 42% như hiện nay lên hơn một nửa GDP vào năm 2025. Cụ thể là nâng tổng số doanh nghiệp tư nhân từ 700.000 lên thành 1,5 triệu vào năm 2025 và ít nhất 2 triệu vào năm 2030. Với tỷ trọng 40% GDP, các doanh nghiệp tư nhân này đã chiếm ưu thế so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân cũng chiếm khoảng 85% lao động và việc làm của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, doanh nghiệp lớn thì chiếm chưa đầy 2%,
doanh nghiệp loại vừa chiếm 2%, còn lại là 96% chỉ là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Mặt khác, khu vực này đang phải đối mặt rất nhiều rào cản, đặc biệt là sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế tư nhân với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Và dự kiến, trong tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát, thì Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Và liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể lèo lái con thuyền đất nước hay không? Đó là câu trả lời cho ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 2 năm 2021. Với bản tin nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phá lệ để duy trì ổn định. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.